nghiệm đi tắm biển Bình Châu cùng với một người bạn đã rất là lâu, bây giờ mới gặp lại. Bình Châu bây giờ rất là thay đổi rất nhiều đây, rất là đẹp nha các bạn nha. À, vào trong đây giống như là mình tưởng là mình đang đi ở nước ngoài nhưng mà thật sự là ở Bình Châu nha, chứ không phải là nước ngoài nha bạn. À, bây giờ mình sẽ tiến vào cái cầu bắc qua biển. Đây là trong thành phố thu nhỏ đó. Bây giờ bắt đầu mình đang đi lên cầu, cầu để bắc ra ngoài biển rất là đẹp và rất là thơ mộng. Ra đây thì mình được ngắm là bãi biển, toàn cảnh biển của Bình Châu và hưởng một cái đó. Các bạn nhìn thấy không, biển nè, nó biển đó, đó, rất là đẹp nha. Bạn nào mà không đi Bình Châu mà không đến đây thì thật là rất là tiếc.